khi phố nhỏ lên đèn chìm dần trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần mà lòng tái tê xa vắng vọng về. Men đắng nào cho với những thương đau, em đã bỏ ta rồi. Từ ngày em đi, thành phố xưa như quên mất nụ cười. Quý vị và các bạn thân mến, trên thị trường hiện nay có khá nhiều các phương án lựa chọn cho việc mua sắm những dàn máy karaoke gia đình. Có những người có nhiều tiền có thể mua một bộ dàn vài trăm, có những người mua một bộ dàn vài triệu, thậm chí là vài chục triệu tùy theo điều kiện của mỗi người. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm những dàn máy từ khoảng 12-13 triệu cho đến khoảng 4-50 triệu đồng, trong tầm đó chúng tôi đều có thể set up cho quý vị và các bạn những dàn máy tốt nhất với chất lượng âm thanh tuyệt vời nhất trong tầm tiền đầu tư. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép hãy gọi điện và nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Trong chương trình hôm nay tôi sẽ test giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ cấu hình trước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay bên cạnh kênh Cương Audio, tôi có thêm một kênh YouTube nữa có tên là Âm Thanh Vàng. Các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Âm Thanh Vàng để xem chi tiết những bản test về các dòng loa karaoke cũng như những dòng loa nghe nhạc của tôi. Những bạn Facebook có Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt quý vị và các bạn là một bộ cấu hình mà ngay sau đây thì tôi sẽ test âm để các bạn thưởng thức chất âm. Quý vị và các bạn đã biết đến dòng loa CAVS. Nhắc lại với các bạn, dòng CAVS thì có rất nhiều các sản phẩm, từ loa này đến loa, tức là loa full này, đến loa siêu trầm này, đến các dòng đẩy ở mọi tầm giá, đến mic cho đến vang, đều có các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của quý vị và các bạn, kể cả các dòng array. Các bạn biết là CAVS là một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ, và hiện nay thì hãng không có nhà máy đặt tại Mỹ mà chủ yếu đặt ở các nước được chuyển giao công nghệ. Thì các bạn biết rồi, hiện nay thì có rất nhiều những lựa chọn, những sản phẩm của CAVS luôn luôn làm chúng ta bất ngờ về mức giá cũng như chất lượng âm thanh. Thì lát nữa tôi hát thử các bạn sẽ thấy. Cặp loa trước mắt các bạn là cặp CAVS nam châm đất hiếm hay còn gọi là từ neo. Cặp loa này giá niêm yết của nhà mà sản xuất là khoảng 14 triệu đồng. Tuy nhiên thì tôi để cho các bạn mức giá hợp lý hơn rất là nhiều, giá khoảng 11 triệu đồng. Bát 30, và nó là nam châm đất hiếm. Thường thì những dòng nam châm đất hiếm thì thường khá là đắt đỏ. Thì các bạn nhìn thấy ở clip này tôi bày ra 3 mẫu đẩy cũng của hãng CAVS. Ở dưới cùng này là mẫu đẩy X2800 có giá 8 triệu đồng. Đây là mẫu 2700 gold, gold nghĩa là màu vàng, thì có giá 6 triệu đồng nguyên thùng. Đây là mẫu M2600, rất là đẹp, có màn hình quát có thể hiển thị tất cả các thông tin trong quá trình hoạt động, nguyên thùng giá 6 triệu đồng. Ở clip thì tôi đang đánh một con đẩy bãi, đó là đẩy ETC sản xuất nội địa của Mỹ. Con đẩy này thì có giá 7 triệu đồng. Đẩy này CAVS M2600 thì có giá 6 triệu, đẩy CAVS 2700 gold có giá 6 triệu và đẩy CAVS X2800 có giá 8 triệu đồng. Đủ để các bạn đánh được các dòng BMB cũng như các dòng loa full nói chung. Tôi sẽ sử dụng một bộ mic không dây, đó là mic CAVS cùng hãng với loa, và mic này là mic CAVS Model T4i, bộ đầu thu 2 tay mic tiếng cực trong và giá chỉ 2 triệu 800 ngàn đồng. Đặc biệt thì các bạn thấy phần quyết định âm sắc, đó là chiếc vang rất quan trọng, đó là vang Jaguar S900 sản xuất tại Hàn Quốc, con vang số 1 của Jaguar Hàn Quốc. Con vang này tôi đã review rất là nhiều rồi. Cách đây ít ngày thì tôi có 90 chiếc và các bạn lấy hết rồi. Ngày hôm nay thì tôi còn 8 chiếc nữa thôi, giá 5 triệu 500 ngàn đồng một chiếc. Đây là dòng vang Jaguar, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Ta có thể cóp nhạc vào USB và thẻ nhớ cắm ở đây và chạy. Sau đó các bạn có thể kết nối với máy nghe nhạc hoặc máy tính. Nó có echo, có reverb, có khả năng chống hú chống rít, có reverb này, 3 nút chỉnh reverb, 3 nút chỉnh echo. Tích hợp sẵn một bộ lọc xì đây cho các bạn, giống như nâng tiếng, các bạn có thể chỉnh giọng các bạn tối sáng ấm mượt. Đấy. Và đấy, chỉnh effect tập, chỉnh cân bằng hai vế loa, rất ít các dòng vang trên thị trường có cái tính năng này. Chỉnh bass, chỉnh treble. Giá chỉ 5 triệu 500 ngàn đồng một chiếc, có khả năng kết nối không dây Bluetooth. Người ta gọi nó là một bàn mixer thu nhỏ. Đấy, các bạn thấy rất là tiện lợi. Bây giờ thì tôi sẽ hát thử, và các bạn có thể ghép thêm những cái dòng loa siêu trầm giá khoảng 5 triệu rưỡi, bắt 30, tôi đang có rất là nhiều. Những bạn thích dòng loa bãi thì đây là bãi ETC sản xuất tại bang California của Mỹ, bắt 30, giống như thế này. Thì dòng này có giá 12 triệu 800 ngàn đồng một cặp, đó là loa bãi ETC sản xuất tại California của Mỹ. Những bạn thích dòng B3 thì đây là B3 của tập đoàn Beta Tri,
của Đức. Đây là dòng chính hiệu, tiếng rất là mềm đấy các bạn biết rồi. Những dòng BMB 455 giá 4.200.000 đồng, hàng bãi xịn của Nhật. BMB ở trong tay trái các bạn đó là BMB 2000 tuyệt đẹp, hàng tuyển kỹ có giá 10 triệu đồng. Thì các bạn nhìn thấy trước mắt là những chiếc văng Jaguar S 900 cuối cùng tôi còn được. Bên tay trái của cột thì các bạn nhìn thấy đó là BMB 1000, hàng tôi tuyển rất là kỹ, đẹp, cáu cạnh như mới thì có giá 9 triệu đồng một cặp. Bát 30 trở kháng tăng ôm công suất cực đại là 700 bát một thùng. Các bạn thân mến, không để các bạn đợi lâu nữa thì bên cạnh này các bạn nhìn thấy đây là một cái cặp ETC, tôi tháo cái căng ra. Dòng này sản xuất tại bang California của Mỹ, giá của nó là 12.800.000 đồng một cặp. Bây giờ thì tôi sẽ nghêu ngao thử trên cái cấu hình này, cặp CAVS giá 11 triệu đồng. Xin lưu ý là tôi hát bằng mic CAVS T4i, một đầu thu hai tai mic, giá chỉ 2.800.000 nhưng âm thanh cực kỳ trong trẻo, các bạn để ý vào. Những đồ của CAVS mức giá luôn luôn hợp lý và đem lại chất âm bất ngờ. Khi phố nhỏ lên đèn chìm dần trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần mà lòng tái tê. Men đắng nào cho vơi những thương đau, em đã bỏ ta rồi. Từ ngày em đi, thành phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi, mây gió gọi về, những đêm trường như tang tóc điều. Còn nhớ những ngày xưa đó em ta cùng chung đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió mưa trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm thâu, nay dáng nhỏ xa rồi chỉ còn ta thôi. Về với ta trên suốt nẻo trần, đường trần ai hay cay đắng đọa đời. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Các bạn nhớ là đối với những dòng loa từ neo hay gọi là những dòng nam châm rất hiếm như những dòng CAVS này thì thường là nó rất là đắt, và thứ hai nữa là âm thanh nó thì thường sẽ vang xa. Đặc trưng của những dòng nam châm rất hiếm là như vậy. Khi phố nhỏ lên đèn tìm dần trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần mà lòng tái tê, xa vắng vọng về. Men đắng nào cho vơi những thương đau, em đã bỏ ta rồi. Từ ngày em đi, thành phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi, những đêm trường như tang tóc điều hiu. Em còn nhớ những ngày xưa đó em ta cùng chung đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió mưa trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt canh thâu, nay dáng nhỏ xa rồi chỉ còn ta thôi.
về với ta trên suốt nẻo trần. Đường trần ai hay cay đắng đua đời, kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Đường trần ai hay cay đắng đua đời, kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay.